Ngồi đâu, ngồi đâu, ngồi đâu. Ngồi đâu anh. Các bác cơ động cảnh sát này làm rất sướng. Các bác ấy là rất vất vả đấy, thức suốt đêm đấy để dẹp phòng chống bạo loạn đấy. Rồi những thanh niên đi xe không đội mũ, rồi thì đi xe quẹt chân trống đường đấy, các bác thấy nhiệm vụ là vất vả lắm, rồi kiểm tra cốp xe. Nếu là cốp xe nào mà nhiều tiền thì thôi rồi, vậy còn đứng chết đấy. Ít tiền thì đi nhanh, đi sớm. Mở ra mà trong cốp mà lại có nhiều tiền thì đứng chết đấy. Đấy, các bạn thấy đấy, công việc của tôi đấy. 2 giờ sáng dậy, bắt đầu chuẩn bị công tác để đi lên đường. Nên chuẩn bị xong thì bắt đầu là đi xuôi Hà Nội. Đây là quốc lộ 32 các bạn nhé, quốc lộ 32, quốc lộ Sơn Tây Hà Nội đấy, quốc lộ 32 đấy. Đây đang là địa phận của xã Ngọc Tảo, đây là Ngọc Tảo này. Ngọc Tảo City đấy. Ở đây cứ tầm sáng thì đi là hàng ngô mọc hai bên dãy đặc. Tôi đã bắt đầu xuống đến cầu Giấy rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là đâu chưa? Bắt đầu vào đến cầu Giấy đấy, khoảng 2 cây nữa là bạn cầu Giấy.